Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung mới nhất trong bộ phim Đấu La Đại Lục. Trong video trước, Đường Tam đã giao thủ với Sát Lục Chi Vương. Nhờ vào Hai Thần Chi Quang, hắn thức tỉnh được ý thức của lão. Tất cả những chuyện mà lão đã trải qua chỉ để hoàn thành một lời hứa đã nói với Ba Tây Tây. Sau khi rời khỏi Hai Thần Đảo, lão tiến vào Sát Lục Chi Đô để tiếp nhận khảo hạch của Ác Niệm Chi Thần. Vậy nhưng Ác Niệm Chi Thần trên thế gian lại có hai vị, một là Tu La Thần chủ quản giết chóc, một vị khác là La Sát Thần chủ quản tà niệm. Bọn họ vừa là kẻ thù lại vừa kìm hãm lẫn nhau, lão cho rằng mình đang tiếp nhận là khảo hạch của Tu La Thần. Vậy nhưng mãi cho tới khảo nghiệm thứ 8, trong lòng lão bị một nguồn tà niệm ăn mòn, thân thể cũng biến thành nơi ký sinh cho Huyết Hồng Cừu Đầu biến bức vương, cuối cùng biến thành bộ dạng Sát Lục Chi Vương mà Đường Tam đã nhìn thấy. Đường Tam nhanh trí hiểu ra hàm ý từ những lời vừa rồi, thứ lão tiếp nhận không chỉ là khảo nghiệm của Tu La Thần mà còn có thế lực khác can thiệp. La Sát Thần vì ngăn cản người thừa kế thần vị Tu La Thần cho nên lưu lại ác niệm của mình trong Sát Lục Chi Đồ. Mà bản thân lão chính là bị ác niệm này quấy nhiễu rồi từ từ đánh mất bản tâm. Cho đến vừa rồi Đường Tam mượn nhờ lực lượng của Hai Thần Chi Quang, tinh hóa ác niệm của La Sát Thần thì lão mới có thể thông qua khảo nghiệm thứ 8 và được sự công nhận của Tu La Ma Kiếm. Đường Tam nghe Vệ Linh hiểu ra thanh kiếm này cũng là một thanh thần khí không thua kém Hai Thần Tam so kích, thảo nào có thể chống lại cây đinh bao của mình. Dù đã được giải thoát khỏi sự khống chế, vậy nhưng lão lại thở dài đáng tiếc, bây giờ mọi chuyện đã quá muộn. Đường Tam suy đoán người có thực lực sánh với Ba Tây Tây tiền bối lại mang trong mình vũ hồn Hạo Thiên Truy thì chỉ có cụ cố, cho nên người đang đứng trước mặt này không ai khác chính là Đường Thần. Rất nhanh sau đó, Đường Tam cũng quỳ xuống bái kiến, đồng thời lấy ra vũ hồn và giới thiệu lai lịch của mình. Biết Đường Tam là con trai của Đường Hậu, Đường Thần rất ngạc nhiên. Sự xuất hiện của Đường Thần vào đúng lúc này làm cho Đường Tam cũng phấn chấn. Có lão ở đây, vậy thì khuất nhục của phụ thân và Hạo Thiên Tông phải mang những năm này rốt cuộc cũng có thể chấm dứt. Đường Thần nghe vậy lập tức hỏi thăm chuyện xảy ra đối với Đường Hạo và Hạo Thiên Tông. Đường Tam không giấu giếm, hắn đem toàn bộ những chuyện đã xảy ra kể lại, bắt đầu từ việc Thiên Tầm tật phát hiện Ao Ngân là hồn thú 10 vạn năm. Đường Thần nghe xong liền phẫn nộ, Vũ Hồn Đế Quốc sẽ phải trả giá đắt vì sự ngang ngược tàn bạo của mình. Vậy nhưng việc gấp trước mắt của Đường Tam mong muốn đó là cụ cố dẫn đầu Hạo Thiên Tông tái xuất hồn sư giới. Tông môn xảy ra bi kịch như vậy, Đường Thần thừa nhận đó là trách nhiệm của mình. Tuy nhiên con đường của lão đã được định đoạt, Đường Tam thì không, thậm chí thiên phú của hắn còn mạnh hơn lão. Cho nên lão muốn hắn dẫn đầu Hạo Thiên Tông phát triển, nói rồi Đường Thần cũng đưa Đường Tam một cái lệnh bài. Bản thân lão bây giờ còn nợ một câu hứa với Ba Tây Tây, năm đó nàng ta đưa ra yêu cầu đối với Đường Thần và Thiên Đạo Lưu rằng người nào có thể đột phá được 100 cấp thì sẽ chấp nhận tình cảm của người đó. Lời này thực ra là đang bày tỏ tâm ý đối với Đường Thần, vậy nhưng lão lại tin là thật nên mới quay xe rời đi và để lại lời hứa không thành thần thì không quay lại. Thiên Đạo Lưu và Ba Tây Tây đều là người được người trước ban tặng, gọi dễ hiểu là thủ hộ giả, mà thủ hộ giả thì cả đời này sẽ không thể đột phá 100 cấp. Thiên Đạo Lưu đã không có cơ hội, cho nên người mà Ba Tây Tây đang nhắc tới chính là Đường Thần. Đáng tiếc là lão lại không hiểu được tâm ý đó, hai người mới bỏ lỡ nhiều năm tới như vậy. Thời gian không còn nhiều, lão lập tức quay lại Hai Thần Đảo. Ba Tây Tây dường như cũng cảm nhận được sự hiện diện của Đường Thần. Chẳng biết trải qua bao lâu thời gian, Hô Liên Na cũng tỉnh lại, Đường Tam vẫn ở đó. Lúc trước ở bên ngoài Sát Lục Chi Đồ, Hô Liên Na không nhìn lúc hắn đang hôn mê mà ra tay, cho nên lần này hắn không giết nàng, từ đây coi như không ai nợ ai. Nói rồi hắn cũng vạch một đường kẻ dưới đất, điều này ám chỉ rằng giữa bọn họ đang đứng ở hai chiến tuyến khác nhau. Sau này có gặp lại nhau, giữa hai người chỉ còn là kẻ địch. Sau khi mọi chuyện đã giải quyết xong, Tiểu Vũ liền đi ra ngoài rồi tiếp tục khởi hành. Đi được một đoạn, Đường Tam lại phát hiện ra chuyện kỳ quái, hình như nơi này trước đó đã xảy ra một trận đánh rất nghiêm trọng, phía trước lại có mùi máu. Để cho an toàn, hai người qua đó xem thử. Nhìn thấy vết tích, hắn nhận ra nó giống như của Quỷ Đấu La. Như vậy là không chỉ có Hô Liên Na mà những người khác của Vũ Hồn Đế Quốc cũng ở nơi này. Đường Tam nhanh chóng sử dụng từ Cực Ma Đồng và làm Ngân Hoàng để dò xét. Kết quả là lấy được một món đồ, hắn biết đồ vật này là của Tần Lão Sư, cũng chính là người đã bị Quỷ Đấu La biến thành cát bụi ở những tập trước. Tần Lão Sư cũng là Tần học trường của Đường Tam, sự mất mát này hắn không thể không tức giận. Cũng vì quá tức giận nên Đường Tam suýt nữa bị rơi vào trầm luân, may mắn là có Tiểu Vũ ở bên cạnh an ủi. Sau một hồi phân tích, Tiểu Vũ nhận ra mục tiêu của đám người Quỷ Đấu La đang nhắm tới chính là Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Viên. Không chờ đợi nữa, hai người tiếp tục tiến lên phía trước. Vừa đi hắn vừa không ngừng an ủi Tiểu Vũ. Đại Minh và Nhị Minh dù sao cũng là bá chủ trong tình đấu đại xâm lâm. Về lợi thế địa hình, bọn họ nắm giữ ưu thế tuyệt đối, hơn nữa cả hai đều có trí tuệ cao đẳng. Tuy thế lực của Bì Đông lớn mạnh, vậy nhưng trong thời gian ngắn muốn săn giết Đại Minh và Nhị Minh cũng không phải dễ. Càng tiến lại gần, mọi thứ càng hỗn loạn, đám hồn thú không ngừng chạy tán loạn. Tiểu Vũ thấy vây càng thêm gấp rút, từ nhỏ nàng đã cùng bọn họ lớn lên, cho nên nàng nhất định phải đi cứu họ. Nghe được lời này, mình cũng không biết là Tiểu Vũ đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa. Ban nãy thì suýt bị một con tê giác dẫm dưới chân, bây giờ lại muốn tự mình đi chiến đấu. Đường Tam không còn cách nào khác là khuyên ngăn, hắn không thể để cho một mình Tiểu Vũ đi tìm cái chết được. Dù sau nơi này cũng thích hợp để cho Lam Ngân lĩnh vực phát huy tác dụng. Lại thêm khả năng ẩn thân của hãn hải hộ thần cháu, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Nói tới đây thì tập phim cũng hết rồi và hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé. Nếu thấy video bổ ích, hãy để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi.